Xin kính chào quý vị đang chuẩn bị nằm nhà. Quý vị cần tham khảo mẫu biệt thự nhà vườn chữ U 5 gian mái Nhật 4 phòng ngủ với diện tích 190m², kích thước mặt tiền là 16m, chiều sâu 12m, chi phí khoảng 1,1 tỷ đồng thì đây chính là mẫu nhà đẹp để quý vị có thể tham khảo. Với lối thiết kế tân cổ kết hợp với mái Nhật hiện đại trên siêu phẩm chữ U 5 gian tạo lên một khối kiến trúc nguy nga lộng lẫy cùng những đường nét phào chỉ tân cổ trên nền sơn trắng. Điểm nhấn phần chân cột, chân tường được ốp gạch vân đá tối màu tạo lên hiệu ứng vững chãi cho ngôi nhà. Ngôi nhà này được chuyên gia phong thủy Nguyễn Tân Nhiên đã đến tư vấn và thiết kế cho bác khách ở Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội. Cảm ơn gia đình bác đã luôn tin tưởng kênh Nhà Đẹp. Xin chúc gia đình bác an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Và ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta hãy đến với phần công năng của ngôi nhà. Với ngôi nhà này, chúng ta sẽ có kích thước mặt tiền là 16m. Và đây sẽ là khu vực sảnh chính của ngôi nhà. Chiều sâu sẽ có kích thước là 12m. Khu vực phòng khách sẽ có diện tích là 52,8m. Bàn ghế thì sẽ được đặt lệch về phía bên tay trái và tay phải của ngôi nhà. Chính giữa sẽ là khu vực ban thờ. Tiếp theo sẽ là khu vực phòng ngủ. Với phòng ngủ số 1, chúng ta sẽ có diện tích là 13,5m², không tính vệ sinh khép kín. Phòng ngủ đối diện với số 1 thì sẽ là số 3, với diện tích là 12m², không tính vệ sinh khép kín. Phòng ngủ số 2, phía bên tay phải của ngôi nhà sẽ có diện tích là 13,5m², không tính vệ sinh khép kín. Và đối diện với phòng số 2 thì sẽ là phòng số 4, với diện tích là 12m², không tính vệ sinh khép kín. Tất cả phòng ngủ đều là phòng master quý vị nhé. Và hai bên sườn của ngôi nhà thì sẽ có nối cửa để đi ra khu vực ngoài sân. Về phía đằng sau thì sẽ là khu vực bếp. Với khu vực bếp này thì chúng ta sẽ có diện tích là 41m². Và về phía đằng sau bếp thì sẽ là vệ sinh chung của ngôi nhà. Và đó là toàn bộ công năng của mẫu nhà này. Cảm ơn quý vị khán giả đã nán lại xem hết video này. Quý vị cảm thấy video này hay, hữu ích, xin hãy cho kênh một nút thích, một nút chia sẻ video để mọi người có mẫu nhà đẹp tham khảo miễn phí. Cần tư vấn phong thủy và thiết kế, xin hãy liên hệ tới số điện thoại trên màn hình. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.